Vâng, Duy Minh Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì giống như hồi trưa hồi chiều thì Duy Minh đã nói chiều nay Duy Minh sẽ hỗ trợ cái tiền cho là ba cái hoàn cảnh không may bị tai nạn nghề nghiệp quý anh chị, ba anh thợ lặn ở Cà Mau chấn động luôn. Thì hôm qua thì Duy Minh cùng Minh Hiếu đã hỗ trợ là 9 triệu 8 rồi của Mạnh Thường Quân nhờ chị Liệu Phan 5 triệu và Mạnh Thường Quân của bên anh Niu đó là tổng cộng 9 triệu 8 cho ba hộ gia đình. Và hôm nay là chị Như Đỗ ở nước ngoài gửi về cho Duy Minh là 3 triệu để là hỗ trợ cho ba hoàn cảnh gia đình không may bị tai nạn nghề nghiệp hóa quý của chúng chị. Bây giờ thì Duy Minh mà bà con cô bác lại là cái bà nội của là em ha. Dạ. Dạ. À, con chào bà nhé. Hôm nay có khán giả của anh em con ở nước ngoài gửi tiền cho bà. À, ba hội gì? Không anh gửi trước. Tú ba con cho bà rồi. Dạ. Bây giờ em ngồi đây em ghi hình anh có được em đó. Hai cháu này tối hôm qua có cho. Dạ. Tối qua cho nhiều. Tối qua thì con với bạn với lại một bạn nữa là cho tổng cộng ba gia đình mình là 10 triệu á, 9 triệu 8, thiếu 210 triệu. Tối hôm qua rồi. Dạ. Dạ. 3 triệu 3 gì đó. Dạ. Con không biết nữa chứ mà cũng đủ là cũng chỉ đủ luôn á. Rảnh thì hai phần ngày một phần. Dạ. Thì cho hai đứa con nữa. Dạ, sáng giờ thì chúng ta cũng lô bộ chúng là con chim chiêu buồn trong gia đình nha. Bà gia đình đẳng, hai gia đình đẳng cho hôm qua thôi nha. Không, không hết. Cho đều hết bà. Bên này luôn hả? Bên nhiêu luôn, bên nhiêu, bên này luôn. Dạ. À, dạ cô chú gì ơi, đầu tiên là em đọc cái danh sách đó cô chú trao nha. Đầu tiên là chị Linh ở Úc. Chị Linh ở Úc là chị Linh mà hay gửi cho... Dạ, cúng á. Cúng, mình lấy bên dương mà cúng... Trên mẫu chú Vũ Linh đó. Chú Linh rất nhiều là chị Linh ở Úc ha, cảm ơn dạ. Chị Linh ha. Chị Linh là 1 triệu rưỡi. À, tối qua tí nữa gọi cho em chuyển trường gửi. Người thứ hai là em Bella, em Bella gửi 200 ngàn. Rồi chú Phan Quang Duyên, chú Phan Quang Duyên ở Đồng Thái, An Biên, An Giang 1 triệu rưỡi. Rồi chú Trung số 4 Sông Đốc, Tặng Văn Thời, Cà Mau 1 triệu. Cô Ngọc Mai Bình Dương là con khán giả thân của em 500k. Rồi Ni Vừa Cá Minh Bài Sông Đốc Cà Mau là 1 triệu đó. Tổng số tiền là công tổng là hết là được 5 triệu 700 ngàn đó cô chú chị. Em chia thành chia cho ba nhà, mỗi nhà được là 1 triệu 900 ngàn đó. Bây giờ thứ nhất là con gửi cho bà trước nha. Đầu tiên em cảm ơn đến chị Lên Úc ha. Chị Lên Úc là 1 triệu rưỡi. Là em Bella là 200 ngàn. Rồi chú Phan Văn Duyên ở Đồng Thái, An Biên, An Giang là 1 triệu rưỡi. Chú Trung xóm 4 Sông Đốc, Tặng Văn Thường Cà Mau là 1 triệu. Và cô Ngọc Mai ở Bình Dương 500. Và chị Ni Vừa Cá Minh Bài Sông Đốc Cà Mau là 1 triệu. Tổng cộng đúng rồi. Dạ. Tổng là 5 triệu 700k nha cô chú. Em chia cho làm ba, làm mỗi nhà được 1 triệu 9. Đây con rất cụ thể. Đây con để sẵn ở đây. Cho anh yêu gọi trước rồi tới Duy Minh ha, quý chú anh chị. Ta để tiền là 1. Cô gửi bà này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con gửi cho bà này là 1 triệu 9. 1 triệu 900 ngàn. Dạ. Dạ. 1 triệu 900 đó. 1 triệu 900 đó. 1 triệu 900. Là đếm đi. 500. 500. 1 triệu 7.
triệu 8 triệu 9 triệu 9 dạ triệu 9 con mà dạ con nữa bạn có con đây bạn Thắng có con ở bạn Thắng con ở bài Nha Trang á bạn Thắng con trước kia hay gửi đồ cúng cho Bác Ngộ đó trước kia Bác Ngộ trên cầm Mũ Linh á gửi riêng cho bà là 2 triệu tại vì bạn của con dặn là gửi riêng cho bà chứ không gửi cho hai dùm kia con làm y lời bạn có Nha Trang gửi cho bà 2 triệu nữa đó là 3 triệu 900 3 triệu 900 á chiếu một đầu là đủ 4 triệu chưa hết đâu là ngày mai tối nay mấy cô chú gửi nữa thì con gửi nữa ngày mai là khán giả con còn gửi nữa đó nhưng mà ta chưa chuyển đến dạ đủ tiền thiêu rồi chưa đủ ra dạ. Cái dạ. Con là dạ, đủ giá 5 triệu thôi chứ cũng chưa biết bao nhiêu quá ở năm tới à con nữa cảm ơn cộng đồng còn, với con nữa con tiếng cảm ơn người ta cảm ơn cộng đồng nhà nước đi bà cảm ơn đến chị Linh ở Úc nè rồi đến chị cô Úc chị Linh ở Úc rồi chị Bella em Bella cảm ơn cô Bella rồi chú Phan Quang Duyên ở Đồng Hải An Biên An Giang cảm ơn chú gì chú Duyên Phan Duyên dạ ở đâu ở An Biên An Giang. An Biên An Giang. Dạ, em tập cho bà nhớ nha. Rồi chú Trung số 4 Sông Đốc Tăng Văn Thời ở gần đây nè. Triệu. Cảm ơn chú. Dạ rồi cô Mai, Mai Bình Dương. Dạ. Cô Ngọc Mai. Dạ. Rồi. Dạ rồi còn một người đó là chị Ni Vừa Cá Minh Bài Sông Đốc Cà Mau 1 triệu. Đó, con ghi rất cụ thể ha. Chủ này chị Ni kia chứ. Không có chị Ni. Tưởng là chị Ni kia. Bạn này nữa. Dạ tới con. Duy Minh Vlog. Duy Minh Vlog. Nhịp Sống Niêu dạ. 2 kênh. À, bây giờ tiếp tục tới để mai đi. Cái đón cái giá đón thôi chứ ngày mai gì nữa tăng con thì hôm nay là tụi con xuống đây là 2 ngày rồi. Đã được sự hỗ trợ được bên gia đình là nhờ tụi con xuống đây chia sẻ về cái hoàn cảnh của ba dạ. Cho nên là con cũng rủ mấy anh em đi theo cho nên là hỗ trợ cho bà anh, hôm nay hôm qua thì chủ ban hỗ trợ 5 triệu anh cặp qua giùm em ba gia đình rồi thì hôm nay thì được sự hỗ trợ của chị Đỗ Như Đỗ ở nước ngoài ở Mỹ cũng hỗ trợ cho là 3 gia đình 3 triệu thì mỗi dân 1 triệu mỗi người 1 triệu đó để là giúp đỡ bà trong cái lúc mà khó khăn nhất hiện tại thì cháu Hiếu đã được đưa vô quan tài ngày mai sẽ là đi thiêu ha để hỗ trợ bà trong cái kinh phí để là đi thiêu rồi giúp cho là bà sống trang trải cái lúc khó khăn giờ thì cũng gỡ bà 1 triệu còn 2 triệu này á cũng sẽ trao cho 2 gia đình kia là chị dặn là mỗi người chia đều ra hết bà nhận giùm con ha dạ còn 2 triệu này đó thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn chị Như Đỗ ở Mỹ là 4 triệu 9 đó 5 triệu 9 5 triệu 9 rồi đó hai con đã đưa 9 rồi đó dạ con 2 triệu 3 triệu 4 triệu 4 triệu 4 triệu còn một cô á dẫn 4 triệu 9 nè cháu ơi 4 triệu 9 rồi chưa được 5 triệu dạ 4 triệu 9 là chưa đủ đi thiếu 100 ngàn là đủ 5 triệu bao nhiêu thì bao nhiêu nghe dạ. Thì mình cảm ơn những vị khán giả hậu tâm dạ. Ở nước ngoài đã hỗ trợ cho là 3 người thân của 3 nạn nhân trong lúc mà khốn khó nhất thì rất là cảm ơn và sẵn tiện đây là cũng mong bà bình tâm lại đừng có buồn cái gì cũng sẽ qua nữa bà cố gắng nha trong lúc này nhé cô bác ủng hộ cô cái giải hỗ trợ khán giả cuối cùng á khi mà tụi con xuống đây chia sẻ lên á ta rất là thương hoàn cảnh của 3 gia đình ai cũng bị hết nói chung là không có ai mà muốn cái sự việc này nó xảy ra hết tại vì cái cuộc sống mưu sinh thôi thì con cũng xin chúc bà nhiều sức khỏe ha bà con cô bác ở đây cũng mà bà con xa thì không bằng lắm gì gần có lửa đất đất này có nhau thì cũng thấy là anh em ở đây
với bà con ở đây là đến là động viên bà, tụi con mừng lắm đó. Bây giờ tụi con phải tranh thủ để là trao ở đây rồi phải chạy xe lên kia nữa đó, tụi con phải chưa ăn uống gì hết á. Ăn miếng cơm đi sáng giờ thấy mấy anh không còn cơm nước là chảy. Còn trao hai hậu kia nữa nghe bà. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Hồi nãy bà nói bà cộng là bao nhiêu? Anh là đầu tiên là 1.9 triệu với lại 2 triệu nữa là 3 triệu. Ba triệu chín cho em 1 triệu nữa là 4 triệu rồi, đúng 1 triệu mà thấp 100 ngàn là đủ 5 triệu, đúng rồi, cũng gần gần bằng thiêu đó. Đây nữa còn nữa rồi, đủ tiền mai bà thiêu cháo. Diệu Hương ở bên Mỹ ha con. Diệu Hương à, có anh đánh ngược chị Diệu Hương 500 là đủ hả? À, bà mừng ha. Không có mà... vậy là đủ cái số tiền để thiêu ha. Dạ. Dạ. Còn nữa, còn mấy cô nói là để gửi 30 triệu. Ngày mai gửi nữa đó. Trưa mai con sẽ nhận nữa đó. Ngày mai con sẽ nhận tiền, chưa là con mới nhận được. Dạ. Tại vì cô nói chưa mai con mới gửi được. Chú nói là sẽ gửi con mà chưa gửi kịp đó. Tại bên Mỹ giờ nó khác chiều Việt Nam đó, chưa gửi kịp đó. Là con nhận xong là con ra con tao nữa. Không có mấy chú không biết sao nói nữa, không có mấy chú chảnh với mấy anh. Cảm ơn mấy anh nha. Dạ. Không nhờ mấy anh có tai nạn mà bị không nữa. Dạ. Dạ thôi con chỉ phép con qua nhà. Tụi con phải xin phép đi lên kia ha cô. Dạ. Con chào cô nha. Dạ. Con cảm ơn bà nha. Số buồn ba có nói buồn này nha. Dạ được rồi, để con làm cho xong nhiệm vụ cái đã cô. Rồi mới ăn cơm mới ngon được chứ giờ không ngon đâu. Dạ. Đi chào hai hậu kia nữa. Đó, quý cô chú anh chị ơi. Vâng, quý cô chú anh chị ơi, thì hiện tại giờ Di Minh cùng với anh Niu vừa trao tiền cho bà cụ là có cháu là em Hiếu 16 tuổi trong một trong ba nạn nhân không may đi mò phế liệu, và Hào quý anh chị thì đục phải cái trái có chứa một cái chất nổ thì đã không còn nữa. Thì với cái sự chia sẻ của anh em mình đó, thì được bà con cô bác mạnh thường quân ở nước ngoài hỗ trợ tiền, thì hôm nay thì Di Minh tiếp tục hỗ trợ. Hôm qua chị Liễu Phan 5 triệu, rồi hôm nay thì chị Như Đỗ ở Mỹ gửi cho là 3 triệu quý chương trình để chia sẻ. Còn cô Dung nữa, mà cô Dung nói ngày mai cô sẽ hỗ trợ tiếp á. Quý chương trình bao nhiêu thì Di Minh chưa biết, nhưng mà ngày mai chưa mai sẽ hỗ trợ tiếp ha quý của chúng chị. Mong bà con cô bác xem video đừng quên nhấn like, đăng ký ủng hộ kênh Di Minh Vlog cũng như trang fanpage Di Minh Vlog nha. Thì hoàn cảnh cái câu chuyện rất là thương tâm, phải nói là thương tâm nhất luôn á quý cô chú anh chị, trong cái những cái chuyến đi từ thiện cũng như hành trình của mấy anh em mình chia sẻ, thì rất là thảm khốc khi mà thấy hoàn cảnh của gia đình ai cũng nghèo khổ hết quý cô chú anh chị, không có ai mà giàu hết á, vì cuộc sống mưu sinh cho nên là phải bị cái tai nạn hy hữu như thế này. Dạ con chào bà nha, con chào anh chị nha. Mấy anh chị cho con xin kính lỗi anh gái Nam Mô Phật. Cho tụi con xin một tí xíu ha, thời gian đừng cầm hai máy đi rồi trao tiền cho chị. Đó, ông ấy anh chào chút đi. Thưa quý là em thưa chị với đại gia đình nha. Ngày qua giờ thì em xuống ở gia đình mình, em quay ba gia đình mình đó. Có một số cô chú chị đang còn làm mạng nha. Thương ba gia đình hoàn cảnh mình đó. Em gửi một số tiền để cho em trao cho ba gia đình mình. Thì hôm nay em sẽ gửi cho gia đình mình nha. Dạ. Chuẩn bị rất cụ thể ha. Dạ. Đây. Em ghi rất cụ thể ha, em ghi rất cụ thể cho cô chú, em ghi từng người luôn á. Đầu tiên là chị Linh ở Úc gửi là 1.500.000. Chị Linh là chị mà hồi nãy nói đó, chị cũng nhiều trên chú Vũ Linh đó. Rồi em Bella 200.000. Rồi chú Phan Quang Duyên ở Đồng Thái, An Biên, An Giang là 1.500.000. Chú Trung số 4, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau 1.000.000. Cô Ngọc Mai ở Bình Dương 500k là 500.000 á. Rồi chị Ni vừa cá Minh Bài Sông Đốc Cà Mau
1 triệu, tổng số tiền là 5 triệu 700. 5 triệu 700 em chia cho 3 thì nó ra là 1 triệu 9. Thì hồi nãy em mới gửi cho bà cô Vinh Bớt rồi, bây giờ tới lượt cho chị nha. Dạ. Chị vô đây nè, vô đây chi nè. Muốn có không? Rồi trên hai nhang thì vô trên hai nhang đó đi chứ đừng có muốn nha. Đừng có muốn tiền. 5, 7, 8, 19 chị đây là chị chín này kìa. Dạ. Cảm ơn hết tất cả những dạ. Cô chú em cảm ơn hết cho anh cả mấy chú mẹ mình luôn. Dạ. Con em. Dạ. Thứ nhất là mấy cô chú là cũng gửi em xong cũng nhắn một câu là gửi lời chia buồn đến gia đình. Dạ. Dạ. Cũng cảm ơn mạnh thường quân nha Hồng My. Còn chưa hết đâu, tại vì đây là mấy chị hồi tối qua với hồi sáng, còn nhiều cô chú mà nói là để hứa để gửi gì nữa đó, tại vì chắc là chưa gửi kịp á, mấy anh chị cô chú nào gửi cầm giùm em cái này thì em sẽ tới em, ngày mai tới mà gửi nữa nha. Rồi, bây giờ tới lượt bạn kia nữa, tới chị Minh. Ôi chị Minh nó tắt cái lắc ngay sao đợi em tí xíu nha chị, em đang gọi lại. Cô nghèo khổ gì cái miếng ăn mua sinh không mà cái dạ. Chị này là chị hôm qua hỗ trợ 5 triệu đó chị gọi đó, chị liệu á đó. Bây giờ thì tới chị Minh ha. Dạ. Hôm qua thì có chị hỗ trợ nên gọi cho ba gia đình rồi. Thì hôm nay sau khi mà hai anh em chia sẻ thì được sự ủng hộ của bà con cô bác ở nước ngoài hỗ trợ cho là chị Như Đỗ hỗ trợ cho là 3 triệu, thì chị có dặn Duy Minh là bỏ ra luôn, giờ vậy chia ra đi, ai cũng thương hết, hoàn cảnh nào cũng khổ, cho nên là mình chia sớt với nhau mỗi người 1 triệu. Thì sớm em có gửi cho là bà cụ bà nội của là em Hiếu là 1 triệu rồi, thì còn 2 hộ nữa em xin gửi cho chị ha. Dạ. Chị nhận đây là của chị Như Đỗ. Dạ, em cảm ơn chị Như Đỗ. Mỹ. Dạ. Em và gửi lời chia buồn đến là gia đình chị ha. Dạ, giúp đỡ chị trong những lúc mà khó khăn như thế này. Dạ. Ngày mai nữa sẽ có khán giả của em, của anh Niu sẽ hỗ trợ tiếp. Dạ. Thì mong bà con cô bác nếu mà thương gia đình mình trong cái lúc mà khổng khổ như thế này, nhà thì nhà thuê mà một nát hết quý vị. Nếu mà 1 tháng 700 ngàn á. Ừ. Mà có ủng hộ gia đình á thì có thể liên hệ qua số điện thoại của anh em mình ha. Có đợi trên phần bình luận cũng trên kênh để đi giúp đỡ ba nạn nha, ba người thân của ba nạn nha trong cái lúc khó khăn này. Thì em cảm ơn chị ha. Dạ, chị vượt qua cái lúc khó khăn này nghe chị, để chăm lo cho con mình sau này nha, cố gắng lên. Dạ. Dạ. Em chào chị anh chị em đây nha, em qua nhà của Duyên. Dạ. Nắm cái đó bằng gói nữa. Kino đó là dạ. Lúc này nào cảm ơn em. Dạ. 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 Em thôi giờ... chào gia đình mình nha. Em chào gia đình mình hết ha. Của anh của em Nhí chứ. Em Nhí 31 tuổi. 31 tuổi bên kia nữa nha cô chú chị, em trao nữa nha. Dạ. Rồi sáng mai tối nay sáng mai mấy cô chú mà gửi gì nữa thì em tới em ghi cụ thể từng người tên gì ở đâu, cụ thể họ dạ. Tên luôn. Bao nhiêu tiền em ghi cụ thể nha, em trao một cách công khai luôn. Dạ. Nói chung là anh em mình là làm phải rõ ràng của ai quý cô chú anh chị. Dạ. Cho nên là bà con cô bác cứ yên tâm, cái đầu nữa nó phải công bố trên YouTube cho nó rõ ràng quý cô chú vậy, ai ai và tên gì. Ví dụ khán giả nào mà giấu tên thì mình giấu tên, còn khán giả nào không dặn thì mình nói luôn. Đó bây giờ thì anh em mình phải chạy xe qua bên kia quý anh chị. Đó bây giờ có một cái người anh này ở gần cái xóm, anh cũng tốt bụng, ông cho mượn xe này quý cô chú chị, chứ không mới là anh em mình phải nhờ người này nhờ người kia đưa. Đó, nếu không có là bắt ôm đó quý cô chú chị. Tại cách đây cũng mấy cái số. Nhưng mà bà con cô bác đi qua bển nha. Em cũng chào sáng Diễn ha, Diễn là bé ha. Sáng em à, em ổn định chưa? À. Sáng về khóc quá, đi khóc luôn mà. Lấy lại tinh thần. Trước mắt anh khiêng em dù sao nữa thì cũng ráng duy trì kỹ để nuôi con nha em. Rồi. Tại vì trước nhất là anh cũng hiểu được cái cảm giác mất một thằng. Tại trước kia 6 năm trước đó, anh trai mất để là một đứa hai đứa cháu, một đứa 4 tuổi, một đứa 5 tuổi, y chang bé này vậy đó. Rất là đau luôn đó. Lúc chị hai cũng còn rất là trẻ, ba mấy tuổi à. Đó, cô chú chị đó là gia đình em á. Bây giờ là... Bây giờ mình chọn chuyện chính luôn ha. Cháu Hằng đây là một động lực để cho chị đó. Cho nên là cố gắng lên ha. Tụi em sẽ trao tiền cho chị của những khán giả.
lại đêm và đi thương ở nước ngoài đợi cho chị ha, trong mùa này nữa. Đó ngồi bây giờ dễ tương tác cho nó hoàn thiện ha. À, Diễm ơi. Alo em. Máy kia đó, đợi anh trao trao tiền cắn. Quay ba gia đình mình mất, có một số đứa chị cũng có hở. Bây giờ anh cũng tập hết rồi, bây giờ anh cũng trao hai gia đình phía trước rồi. Bây giờ anh cứ gửi cho em nha. Đây để anh coi lại cái đầu tiên là chị Linh ở Úc gửi là 1.500.000 và em Bella gửi là 200k 200 ngàn, và chú Phan Văn Duyên ở Đồng Thái An Biên An Giang 1.500.000, chú Trung Sớm 4 Sông Đốc Cạnh Trăng Thời Cà Mau 1.000.000, cô Ngọc Mai ở Bình Dương 500k 500 ngàn đó, và chị Ni Vừa Cá Minh Bài Sông Đốc Cà Mau là 1.000.000, tổng số tiền là 5.700.000. Anh cộng hết lại anh chia cho ba là mỗi gia đình được 1.900.000. Đó, anh xin gửi đến cho gia đình nha. Còn cái tiền này rồi em mua thêm nhang đèn nó cho chồng nha. Số tiền là 1.900.000 này em đó. Anh để em để sẵn cái thẻ rồi đó. Thôi về em cảm ơn tất cả những cô chú mà thường chung đi, có nó từng người nó nhiều lắm. Chung là em cảm ơn mọi người thì cũng nhiều. Nhưng mà em không biết nói sao, nhưng mà chỉ là cảm ơn mọi người thôi. Dạ, gì cũng được rồi ha. Được rồi ha. Bây giờ anh khiên em là em ráng giữ gìn sức khỏe ha, rồi đứa con nha. Thấy cái tư kem dành cho chồng em mà làm cho tụi anh cũng xúc động luôn á. Cái lúc mà chôn mà em định lao vô bàn tay luôn đó. Có nhiều khán giả cũng bình luận nói cái hoàn cảnh rất là khổ. Mà em thì quá cho thương chồng cho nên là quá khóc đó. Nên là cũng xót thương cho nên là đã gửi cho mấy anh em để hỗ trợ gia đình. Còn gửi nha, đây là tối qua chứ sáng còn mấy cô chú mà hứa gửi gì mà chưa kịp chưa gì kịp đó gì tối nay sáng mai mấy cô chú anh chị mình gửi cho anh nữa đó. Khi mà cô chú chị nào mà gửi chỉ nhớ số tài khoản rồi đó, em đọc số khỏi ghi tên ra là em chỉ gửi nha. Mà anh em mình phải chuyển vô tài khoản chưa gửi nha. Đọc để từng người. Em là em ghi ra sổ hết á. Anh ghi ra rồi tới em đi. Được em có làm thủ tục luôn ha. Thủ tục. Đó. Tụi mình tổng là ngày qua anh em mình trao được bao nhiêu ha, để lát mình có thứ bao nhiêu ha. Đó. Hôm qua thì mấy anh em chúng ta hỗ trợ tổng là cũng một xe vô cái xe vô mình cho nó của mình đã đẹp. Hôm nay thì chị Dương Dỗ ở bên nước ngoài ở Mỹ cũng gửi về cho là 3.000.000. Là dặn với mình là sẽ chia sẻ cho ba hộ, tại vì ai cũng là bị vô cái tình cảnh này là ai cũng có cái như nhau cho nên là mình chia đều ra hết để là hỗ trợ em Diễm để là trong cái lúc khó khăn này cũng tiền để mua nhang đèn là lo cho con của mình ngày nhé, thì cũng chị nhận cho Như Đỗ ở Mỹ. Cảm ơn chị nhiều. Thì sẵn đây anh em cũng động viên thì cái chuyện gì nó cũng nó hy vọng nó xảy ra rồi thì không ai muốn hết á, thì em cũng đừng có buồn ha, để cố gắng mình giữ tinh thần để là mình thương khối cho là chồng của mình em Nhí và lo cho con của mình bé Hằng. Bé Hằng là mấy tuổi rồi em? Con mấy tuổi? Con 5 tuổi. Con mấy tuổi rồi Hằng? Con mấy tuổi, con mấy tuổi, con mới lớn như mấy chú nghe. Con 5 tuổi. Con 5 tuổi. Phải ngoan nha, con vô học chưa? Kìa, cô học mấy mấy con học mấy? Lớn mình con, bước lên. Lớp 2. Thì còn những số tiền mà bà con cô bác á đã gỡ cho Di Minh hướng gỡ nhưng mà chưa có chiến kịp. Thì sẽ hỗ trợ sau khi mà ngày mai anh em mà còn phải đi chưa tiễn cái em Hiếu nữa về đi thiêu đó, thì sẵn đây là Di Minh chỉ là anh Liêu cũng là rất là cảm ơn đến tất cả những cô chú mình quân cô chú bác trong ngoài nước đã giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn trong cái lúc mà phải là nóng bỏng rồi dầu thôi lửa bỏng như thế này thì một mình nắm khi đói và một bó khi no. Rất cảm ơn bà con cô bác trợ duyên, những bà con cô bác yêu thương
những cái hoàn cảnh khó khăn, còn gỡ gì cho anh em nữa thì anh em sẽ là nhịp cầu nối để làm biết những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. À, cảm ơn ạ. Hồi giờ mình nhớ mình giúp đỡ bao nhiêu ta? Anh nhớ cả nghe qua là 10 triệu. Ba anh em mình không là 10 triệu. Đó là gần 10 triệu. 9 triệu thiếu 200 triệu rồi riêng anh thì ngày hôm nay là 5 triệu 7 với 2 triệu riêng cái nữa là 7 triệu 7. Em bao nhiêu nữa? 3 triệu nữa cái gì đó. Vậy là 10 triệu 700. Thì tổng số tiền mình hỗ trợ ngày qua giờ là 20 triệu 500 ngàn. 500 ngàn đó, tổng 2 bữa. Tổng 2 ngày. Tổng 2 ngày là 20 triệu 500 ngàn. 500 ngàn. Rồi còn ngày mai nữa, ngày mai chắc mấy cô chú cũng gửi ra đây nữa. Thì anh em tổng kết lại. Đang hứa nói là ngày mai mới xin số tài khoản mình là chuyển nhưng mà chưa kịp tại vì cái giấy tối, cô mới gọi giấy tối ra. Để cho em Diễm nói là cảm ơn đến mấy cô chú Mạnh Thường Quân đi. Tổng đức cũng như ngồi nước. Dạ em cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã mà giúp đỡ cho em này nọ. Em giờ không biết nói sao, em chỉ nói cảm ơn thôi Nói chung là chị cũng mới mất chồng cho nên là cũng rất là buồn, không có lời ăn tiếng nói gì, mong bà con cô bác cũng là thông cảm giùm. Chị biết là chúc cho em nhiều sức khỏe ha, và cháu nhiều sức khỏe và ổn định tinh thần lại. Tinh thần này nha, sớm vượt qua cái thời gian nó sẽ xóa đi tất cả, là nó sẽ làm cho mình vui đi. Ngày xưa mẹ anh và anh trai mất là cứ 2 năm trước, ngang năm nào cũng lên bộ cũng khóc hết, giờ dậy lên bộ là khóc, ngồi là khóc à. Hồi sẵn đây mình cũng nói với những vị khán giả ở khi mà trước khi mấy anh em mình đi xuống đây là một, tại vì đây là một cái câu chuyện nó bất ngờ xảy ra, cho nên là Duy Minh muốn gửi với khán giả của Duy Minh ở trên mộ của chú Vua Linh là những số tiền mà trao để hỗ trợ cho anh em á, là Duy Minh phải thông cảm giùm cho Duy Minh. Chưa kịp thời gian để là tại vì còn cô bác đang hỗ trợ cho gia đình đó, cho nên là chưa có đi chỉnh được. Đúng rồi, chưa bây giờ có hai người rồi. Đó, như là chị Liễu Phan nè, chị Điện Lý nè. Nhưng mà chưa có về sớm để trao cho anh em được. Thì mong mai mốt đi, khi nào mình về mình trao được, tại anh em mình thân mà ngày đâu gặp mặt mà. Đúng rồi. Cho nên là thông cảm giùm cho Duy Minh ha, để hỗ trợ trước mắt trước. Đây xong đó, đúng rồi. Ngày mai ngày mốt Duy Minh về, tụi em về rồi trên đó chỉ quay lại cộng năm đứa lên trên đó lại hỗ trợ rồi sao? Để hỗ trợ sao? Thì anh em YouTube rồi cho càng đó là rất thắng nhau, hiểu nhau hết nè. Đúng rồi. Mấy anh chị thông cảm nha. Có mấy chị mình cũng thông cảm luôn. Thì mình xin phép đừng mình đi bển tại một con xe ta nữa đó, cho nên là không có thời gian nhiều, mong là chị em Diễm là ổn định tinh thần á, mình phép chào chị đường nha. Dạ, chào. Để là lo cho chào con cháu cô, chị chú ở đây nha. Chị đây là sao với chị Diễm? Em Diễm chị dâu con hả? chị kia. Chị được rồi, chị được con anh đây. Dạ. Anh trai của Nhí hả? À. Nhà tới 14 người. 12 người. 12 người. Dạ, cô chú chị. Đó, thì thôi bây giờ thế. Em xin phép dừng clip em nha cô chú. Và một lần nữa là cảm ơn hết tất cả những cô chú anh chị. Đó, thì một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn bà con cô bác, cô chú trong và ngoài nước Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho cái hoàn cảnh của là ba nạn nhân. Không ai bị cái tình huống như thế này ha quý anh chị, rất là thương tâm. Thì bà con cô bác nếu mà thương gia đình muốn hỗ trợ thì có thể là thông qua cái số điện thoại của Duy Minh để trên là kênh YouTube Duy Minh Vlog hoặc là trang fanpage Duy Minh Vlog, và số điện thoại mình ghim dưới bình luận hoặc là trên video để là hỗ trợ cho gia đình ha. Thì hẹn bà con là một cái video sáng mai Duy Minh sẽ là quay tiếp tục cái phần bé em Hiếu 16 tuổi ha quý chú vậy. Bây giờ thì Duy Minh xin chào, chúc cho bà con cô bác năm mới sắp đến rồi thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc ha. Xin chào bà con ạ.